Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình có gửi đến các bạn một cây thuốc này. Thì nó cũng trong dân gian hầu như là nó cũng có dễ, rất là dễ trồng, nhưng mà cũng ít người để trồng các bạn. Hôm nay mình thu hoạch khoan, đào luôn Quyền ơi, để đào lên. Mình thu hoạch cả thân và củ luôn các bạn. Thì bản thân mình muốn gầy giống lại á, thì mình lấy thêm phần củ rồi mình tách ra, mình bắt đầu mình gầy lại, mình gầy cho nhiều quá các bạn. Thì mình cũng giới thiệu các bạn nè, cây thuốc mà mình sắp sửa giới thiệu các bạn là cây bồ công anh nha các bạn. Đó, đây cây bồ công anh dễ trồng lắm các bạn. Đó, thấy đẹp không? Mình trồng được có 1 liếp một à. Bây giờ mình phải củ nó nhiều, bây giờ mình nhổ bắt đầu mình ươm nha các bạn. Thì mình cũng giới thiệu cho các bạn biết là bồ công anh á, nó còn có tên gọi như là hoàng hoa địa đinh đó các bạn. Nó có vị ngọt, tính bình. Cũng có nhiều sách cho rằng nó là có vị đắng, tính mát, tính lương á. Đây được rồi, cái sẵn nè. Nó vào kinh can vị nha các bạn. Dạ. Đào lên hết đi, bứng lên hết. Đào hết luôn đi, là mình lấy củ tách ra nhiều mới được. Đâu đào lên thử coi. Có gì thì mình lấy tách củ càng, tại vì cái này nó dễ trồng các bạn. Các bạn tách một củ thật nhỏ hoặc là một cái miếng nhỏ nó cũng lên nữa, nó ngộ vậy đó. Đó, các bạn thấy chưa? À, có sao không chàng? Đào coi chừng đạp ba cái ấy đó con. Đó, 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 đi vô thuốc của bà đạp cho bành hết đi. Đó, củ các bạn. Đây nè. Đưa sát đây. Đưa sát vô các bạn coi coi. Đưa dùm củ nè, đưa dàn củ cho nó né, đưa dàn củ củ á. Nè, củ nè các bạn. Chưa có thấy rõ. Còn xinh không? Là vũ đi. Thì cái tách một củ là nó lên bụi đó các bạn. Thì mình cũng giới thiệu là cái tác dụng của cái bồ công anh này nè, là nó thanh nhiệt giải độc, tán sưng tiêu ung. Thì nó có công dụng là nó chữa được các bệnh lý như là viêm đường tiết niệu nè các bạn. Lét dạ dày tá tràng ha. Đó là đó, tách rất là nhiều, trồng rất là nhiều, cứ bứng đi. Cái phần lá thì mình lấy làm thuốc, còn phần củ thì mình ương lại. Củ này hồi tét thì không thấy nhiều. Nó công dụng của nó là nó chữa là viêm đường tiết niệu nè, viêm lét dạ dày tá tràng, đinh nhọt, sưng tấy, lở lét rồi đó các bạn. Đặc biệt là nó hỗ trợ cái bồ công anh này, mình rất thích là điều trị cho thể phụ nữ mà ảnh hưởng tới vấn đề bị cái phần nhũ ung là vú đó các bạn. Quá chừng cái bụi ha, cái bụi rất tốt luôn các bạn. Ủa, nó nhảy con là dữ lắm luôn, anh không bứng nó cũng nhảy con nữa nè anh. Dạ. Thôi thì cứ lấy củ thôi, mình lấy lá là mình xài hết đi. Đừng có lấy cái thân làm gì tự động, lấy thân nó không lên nha, nó lên chậm hơn là mình ương củ. Không mà nó nhảy con nhóc hết trơn. Thì đặc biệt cái bồ công anh này nó hỗ trợ cho phần phụ nữ là về phần ngực nha các bạn, phần vú nha. Thì nó trị được cái vú sưng đỏ nè. Nó hỗ trợ được cái bệnh lý là tắc tia sữa hoặc là vú căng đau nhức, đặc biệt là những cái bệnh lý như là u vú rồi đó. Lỡ lét vú rồi đó, thì nó đặc biệt là điều trị rất là tốt các bạn. Các bạn nấu nước uống phần còn sát các bạn đắp vào thì nó sẽ cải thiện, là nó rất là tuyệt vời. Thì mình cũng giới thiệu thêm các bạn là đặc biệt là cái củ của bồ công anh á. Quá chừng luôn các bạn đây nè. Ôi ôi, một củ là lên một bụi đó các bạn. Nó đặc biệt là gì đó. Chiếc này là mình ương rất là nhiều luôn rồi đó. Khoảng vài tháng nữa là mình xài không hết luôn, mình xài đã luôn, mình hút thuốc cho bệnh nhân đã luôn. Cái này hồi cuốc lên á, cuốc đất lên. Cuốc đó. Lên rồi lấy phân bò với đất xốp.
Đó, đặc biệt là cái mình cũng có dùng thử. Không, bứng lên luôn đi làm thuốc luôn. Thôi, chỗ này mình đặc biệt là trồng cây nào có cây thôi. Cái trời mà nó về nè các bạn. Mình để mới mình làm clip thêm cái trời cho các bạn xem nha. Mình giới thiệu về cái trời. Thì mình cũng nói thêm là cái củ của bồ công anh đó các bạn. Nó trị cái bú cổ là tuyệt vời nha. Những loại bú như là bú mỡ nè. Bú tiếng giáp nè. Bởi vì đặc biệt là cái củ của nó khi các bạn bị đàm mà vướng đó. Các bạn cảm thấy là mình vướng đàm, mình khẹt khẹt, mình khó chịu đó. Cái này mới có củ à. Củ nó cũng là tắt, nó cũng lên cho người tách nó ra được mấy cái nữa đó. Thì cứ lấy lên hết đi rồi mình làm lại. Thì các bạn lấy củ nè. Một vài củ thôi, chúng ta sắt, chúng ta nấu nước uống hoặc là chúng ta ăn sống cũng được các bạn. Nó cái củ nó giòn mà nó thơm thơm là y rang như là cái mùi củ sắn luôn nha, chứ không có thay không khác nha các bạn. Này không có củ. Này không có củ. Nè, một cái gốc nhỏ này nó cũng lên nữa. Một cái gốc nhỏ này nó thôi nó cũng lên nữa, không có gì chứ. Đổi đào hết đi. Đào hết đi cho nó lên lượt, đừng có lên lọt sọt cái này nó không có tốt. Nó không có củ rồi đào vậy. Nó không có củ. Hoặc là nếu không ấy thì mình chặt nha, mình lấy cái phần thân mình làm thuốc. Quá, muốn trở lên lấy. Mình ví dụ như các bạn mà bị đàm vướng vậy đó thì các bạn lấy củ của bồ công anh này nè. Chứ chúng ta kết hợp thêm như là cam thảo khoảng 6 gram, bạch truật 12 gram. Thì các bạn nấu nước uống nấu đổ vô khoảng nửa lít vậy đó. Các bạn uống thay nước lạnh. Thì cái vấn đề mà đàm vướng này kia rồi đó là từ từ nó tiêu hết các bạn. Nó hay gì đó. Ở đây á, thật ra cái bồ công anh này nè, vợ chồng mình ăn ngán rồi mới đào các bạn. Hàng ngày là hay lấy lá bồ công anh nè. Nấu canh ăn rất là ngon các bạn. Tuyệt vời luôn. Cây rau muống, cây rau má, lá rau muống, cuốn rau răm. Cái này cái lúc đi học các thầy có nói. Đây các bạn củ nè. Nửa trồng lại, nửa tách, nửa để gì trồng lại. Nè các bạn thấy củ không? Củ nguyên một chùm củ đó. Một miếng một củ. Một củ như vậy nè các bạn. Các bạn cứ bẻ đại vậy đó. Nè, nó lỡ nó tét gì nè. Thì nó cũng lên nữa các bạn. Đặc biệt là nó dễ lên vậy đó. Tại mình có được rồi, mình có trồng cái mình đào á. Đào len sẵn có nó tét mới vậy nè, nó ở lại nhưng mà nó cũng lên nữa các bạn. Đặc biệt là nếu chúng ta mà ăn rau thường xuyên á, ăn nấu canh ăn hàng ngày nó cũng là quý lắm nha, nó cũng tốt lắm nha. Đây. Coi nó tốt nè các bạn, không phải là liên thông tốt gì đâu nghe, tại vì mình trồng mình tưới hàng ngày đó, mình không có xài phân, chủ yếu là mình lấy mình trồng rau trồng mít, trồng tất cả các cây thuốc, mình không có xài thuốc các bạn, cũng hạn chế xài phân nữa, mình chỉ xài phân hữu cơ như là phân chuồng thôi, cho nên cây tốt lắm. Trời ơi, một cục củ này tách ra dữ lắm luôn. Này nữa là mình sẽ trồng hết cái vườn này luôn. Xen vô. Kìa, xen vô mí như sao đó Quyền. Xen vô chỗ bụi chuối á. Chi vậy? Nó nguyên cái dãy đó, xen lên trơn à. Dễ lên mà. Trồng bụi liếp thôi. Thôi trồng nhiều nhiều đi, nguyên liếp gì con liếp này mà ăn uống gì. Gom lên chỗ thôi. Gom đâu vậy? Bên đây thì mã đề, bên kia, bên đây bộ công anh nè. Các bạn, lá nè, cắt ngang gì ha.
là cái rễ không có rễ thì bà lấy làm thuốc luôn. Tới cắt trên đó, cái phần củ đây nè, mình tách ra nha các bạn nè, mỗi một củ nhỏ đều có một cái tược lên nè, thấy không, nó dễ lên kinh khủng luôn. Ừ, mấy cái này mới chậm không có củ rồi nè, mình tách nhỏ nè, một củ nhỏ là một bụi nè. Ừ, mới chậm không có củ. Thôi thì giờ ấy lấy hết đi, nhổ hết đi, làm thuốc đi, mình trồng cái khác lại. Củ dữ lắm, củ lo gì. Ủa? Uống đi mà uống. Nó lên một lượt. Đó, củ này mình tách nhỏ gì nè các bạn. Đó, đây là một bụi đó nha. Cái này mà có chừng nửa công đất mà tách ra hết cái vàng này rồi trồng giấm cũng đủ. Là một cục củ vậy nè. Mình trồng nhiều biết không các bạn. Khi mà nửa có nhiều rồi đó là mình sẽ thu hoạch tới cái dùng củ này để mình xài cho những bệnh lý áp dụng cho bài thuốc trị ung nhọt này các bạn. Đó, còn lá này á mình đem mình phơi. Phơi để mình hút thuốc cho bà con nha. Trồng đó giờ ăn ngán mới có thuốc à. Ăn ngán mới có thuốc, còn nếu mà không ngán là không có thuốc. Rau càng cua nữa nè. Là cua cho nó sống, bỏ đại như này cho nó sống. Đó. Nó dễ ăn lắm. Trời ơi, cái củ hết biết cái củ không nổi rồi. Cái nè. Dạ, cái bộ công anh cô. Dạ, đầm thuốc đó. Dạ không, cái này cái bồ công anh. Chết mẹ đứt củ rồi. Để lại đi, nữa nó lên cái khác. Tao phải bỏ vô đây nữa mà ghim cho đàng hoàng, nó lên từ bụi cho đẹp. Ôi ôi, cái củ nè các bạn. Cái củ nó màu trắng. Cây nó màu tím. Cây nó màu xanh tím. Cái cây giống. Nó màu tím. Cái thân nó thì màu xanh. Cái lá màu xanh. Một rổ này đựng không vừa không hết rồi. Nè, chất lá trên đó đi. Họ gom vô ấy cũ thôi đi trồng lại. Hồi nãy không phải có cái xe bự nữa. Hồi đi rửa lại mới được, rửa mới phơi mới làm được. Cái này không có. Cắt cái gốc này luôn để bỏ uổng. Cái gốc này cũng lên nè, thấy gốc này không có cũ cho nó cũng lên. Nó lên, trời cái gốc. Xích lên trên, xích lên trên. Đó, gì nó cũng lên nữa đó. Nó dễ dữ lắm bạn. Cắt trời cái rễ lại. Gì nó cũng lên nữa nè nha. Trời ơi, thôi để mà tôi trộn tôi ấy phân bò xong. Cái ghê. Ghê gì ghê bà. Trộn phân bò xong rồi đó, tứ là nó giữ nước, nó giữ độ ẩm. Rễ này cũng lên. Ừ, đó có bụi nữa đó. Không có củ. Thôi củ thì tắt lấy rễ. Cái rễ này trồng lại. Đây nè, quá trời cũ luôn. Chuyến này mình sẽ trồng điều dương luôn các bạn. Bụi nhỏ có củ nhỏ xíu xiu, có củ mùa bự nó có củ ta.
bự là tại mấy cái bụi mới trồng nó ngoài này nó mát, nó lên nhiều, nó lên bông lá nhiều. Cái len á, cái len qua giùm á. Cái len đâu? Lên kìa. Xới lên rồi tôi lấy phân bò tôi trộn mới được. Lấy phân bò tôi trộn rồi. Ôi quá rồi các bạn ơi, sướng luôn. Cái này mua mà làm thuốc luôn á, chứ trồng lại sao hết. Củ nè, cái củ này á trồng hết luôn, giáp dài quẩy luôn. Cho nói cho các bạn biết là cái củ bồ anh này nè, nó có tính năng là tiêu đàm rất là hay, nhưng mà điều đặc biệt là nó không có độc tố, nó tốt hơn bán hạ nhiều. Bán hạ thì chúng ta về chúng ta còn phải sao chế rồi nữa, còn bồ công anh là khỏi các bạn. Bữa hôm tôi có ăn sống thử rồi, nó ngon như là cây củ sắn vậy đó, ăn nó thơm thơm, nó giòn giòn, nó thơm thơm, nó mát. Trời, cái dàn củ của nè ông nội ơi, quá rồi. Này các bạn, củ nó gì nè, ôi ghê chưa, đóng cục là gì nè, nè thấy vậy chứ lợi hại lắm các bạn, củ lợi hại lắm nha. Mình thời gian sau là mình sẽ có bài thuốc, có những cái vị thuốc để hỗ trợ thêm cái bài thuốc trị mà ung bú nha. Nè, chúng ta tách như một phần vậy thôi. Nó như vậy là giờ là nó cũng lên rồi các bạn. Rất là dễ trồng rồi các bạn. Mấy cái bụi này là mình trồng cách nay chắc cũng mấy tháng rồi. Có bụi cả năm rồi đó các bạn ơi, tại vì mình lấy lá mình nấu canh ăn không à. Mình không có sử dụng tới gốc. Bởi vì cái củ của nè. Một cây nè, là củ vậy nè. Đó. Còn mấy cây này là mới. Mình sẽ trồng khắp vườn của mình là bồ công anh nha các bạn. Tại bản thân cây của nó cũng như là cỏ dại vậy đó, nó không có lên cao, nó không có ảnh hưởng của tàn, mấy cái tàn. Trồng đâu cũng được hết. Trời, hết biết cũ. Cây này chúng ta trồng là chúng ta nấu canh ăn rất là tốt các bạn. Nó hỗ trợ được cái tỳ vị của mình á. Không có đàm nhớt rồi nha các bạn ơi. Bởi vì thường thường á mình nói các bạn là khi các bạn bị đàm nhiều đó, thì khi đàm mà nó tích ở cổ đó, thì nó dễ dẫn tới tình trạng là nó tích lâu ngày nó gây ung bú cổ này kia đó. Rồi khi mình uống mấy cái loại cây này hoặc là mình làm rau mình ăn hàng ngày á, thì nó giải hết à, nó không có còn đàm nhớt, cho nên nó không có tích ít. Và các bạn, cái bồn thần thánh nha các bạn, có nó đỡ lắm. Bồ công anh mình hái xong mình đem vô rửa nè các bạn, rửa cho nó sạch vậy nè. Như vậy là mình đã phơi làm xong rồi đó, mình chỉ cần phơi là khô là mình hút thuốc được rồi. Quý lắm nha các bạn ơi, ở nhà chúng ta nên trồng mấy cái thứ rau cỏ mà của thiên nhiên nè, để cho chúng ta sử dụng. Biết bụi không cái này, như là bụi rau cải xanh như đó, nó tốt mà nó tươi nó to nè. Ghê, cái vụ này lắm.
cực á, trồng lúc trồng thì cực thiệt, nhưng mà chịu khó tưới rồi chịu khó săn sóc là tới thu hoạch rồi thấy ham lắm bà. Đây một con anh đây, đây các bạn nào mà có cần giống á thì nhắn tin cho mình nha, liên hệ cho mình nha, mình ship cái cho mình cho các bạn sẽ trồng nha, để có cây thuốc để cải thiện cuộc sống mình nha các bạn, cải thiện sức khỏe mình nha các bạn. Đó. Mê lắm, mê thật ra làm y học cổ truyền nè, các bạn phải yêu nghề, phải mê cây thuốc các bạn mới làm được, còn nếu không là các bạn dễ bỏ lắm nha. Tôi thấy có nhiều anh chị học nhiều lắm nhưng mà ra làm không có đúng chuyên môn, tại vì thật ra y học cổ truyền không phải là một cái ngành dễ học đâu các bạn ơi, các bạn phải nghiên cứu tìm tòi cả một cuộc đời. Đó. Về thuốc thì nó rất là nhiều thuốc, hàng khối thuốc để mình hỗ trợ cho cái sức khỏe của mình. Đây. Rồi một lần nữa mình xin kết thúc clip nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi, mình sẽ gửi đến các bạn thêm những cái loại cây thuốc mà mình trồng mà có hữu dụng để mình hút thuốc cho bà con đó. Thì mình sẽ giới thiệu về cái tính năng, tính dược của nó, cái công dụng của nó cho các bạn biết, để các bạn về mà thích ứng nha. Thì bản thân mỗi cái cây đều có một cái khả năng điều trị bệnh riêng, còn nếu mà có nhiều người bị mắc nhiều chứng bệnh thì chúng ta cần đến thầy, đến thuốc nha, đến thầy nha các bạn, đến thầy thuốc người ta xem mạch, người ta cho thuốc đúng với cái bệnh lý của mình, nó có kết quả tốt nha. Rồi một lần nữa xin chào các bạn.